Nếu do chân như này an lập địa giới, tức là do chân như này an lập thủy hỏa phong không thức giới. Nếu do chân như này an lập thủy hỏa phong không thức giới, tức là do chân như này an lập vô minh. Nếu do chân như này an lập vô minh, tức là do chân như này an lập hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Nếu do chân như này an lập hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não tức là do chân như này an lập bố thí ba la mật đa nếu do chân như này an lập bố thí ba la mật đa, tức là do chân như này an lập tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu do chân như này an lập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, tức là do chân như này an lập pháp không nội. Nếu do chân như này an lập pháp không nội, tức là do chân như này an lập pháp không ngoại. Pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh nếu do chân như này an lập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh tức là do chân như này an lập bốn niệm trụ nếu do chân như này an lập bốn niệm trụ, tức là do chân như này an lập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nếu do chân như này an lập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, tức là do chân như này an lập thánh đế khổ. Nếu do chân như này an lập thánh đế khổ, tức là do chân như này an lập thánh đế tập diệt đạo. Nếu do chân như này an lập thánh đế tập diệt đạo, tức là do chân như này an lập bốn tịnh lự. Nếu do chân như này, này an lập bốn tịnh lự, tức là do chân như này an lập bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nếu do chân như này an lập bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tức là do chân như này an lập tám giải thoát. Nếu do chân như này an lập tám giải thoát, tức là do chân như này an lập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nếu do chân như này an lập 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, tức là do chân như này an lập tất cả pháp môn tam ma địa. Nếu do chân như này an lập tất cả pháp môn tam ma địa, tức là do chân như này an lập tất cả pháp môn đà la ni. Nếu do chân như này an lập tất cả pháp môn đà la ni, tức là do chân như này an lập pháp môn giải thoát không. Nếu do chân như này an lập pháp môn giải thoát không, tức là do chân như này an lập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nếu do chân như này an lập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tức là do chân như này an lập năm loại mắt. Nếu do chân như này an lập năm loại mắt, tức là do chân như này an lập sáu phép thần thông. Nếu do chân như này an lập sáu phép thần thông, tức là do chân như này an lập mười lực Phật. Nếu do chân như này an lập mười lực Phật, tức là do chân như này an lập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Nếu do chân như này an lập bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tức là do chân như này an lập pháp không quên mất. Nếu do chân như này an lập pháp không quên mất, tức là do chân như này an lập tánh luôn luôn xả. Nếu do chân như này an lập tánh luôn luôn xả, tức là do chân như này an lập trí nhất thiết.